Đấy, hôm nay này mới đi qua mặt mua cái này, mới đi qua mặt mua cây mascara này, thấy không? Cây mascara này là 231, cây mascara 231. Chị nào bên Mỹ mua cây 231 à? Ở bên đó lạnh, mỗi lần kẹp mi em lên dùng cái máy lửa hơ cái kẹp mi à, hơ cái kẹp mi à. Đâu cần cong veo này, đâu cần, không cần cái hơ chị ơi. Cái kẹp mi Misa này của em đỉnh của chóp này, chị nhìn này, cong veo à. Cái cây kẹp mi 150 cành nhà em hơi đỉnh cao của chóp đấy. Hôm em dùng cái này, cây 231 này là cây color, em bán cái này nhiều năm rồi. Em bán cái cây này nhiều năm rồi mấy chị. Cây màu tím vàng, đó, cây màu tím vàng vứt ra, vứt ra. Cây này dài và cong mi. Dài dày và cong mi. Đây này, mở cây mascara này, cái trước khi chị dùng này, gõ này. Mùa lạnh ấy, có những vùng mà bị mùa lạnh, có những vùng mà các chị lạnh ấy là các chị bị đó, để cho cái hơi nóng mùa, hơi ấm mùa cái tay mình ấy. Có những vùng quá lạnh thì cái mascara bên trong nó sẽ bị vón. Em thấy mấy bà make up còn đặt nó vào cái ly nước ấm cơ. Đó. Nhưng mà trong này thì trong nhà em không quá lạnh vì nó có điều hòa. Đó, đây. Cây volume nha. Cây này là volume vừa dài vừa cong này. Đó, thấy không? Thấy không? Các chị dùng mascara này đặt từ dưới chân này, sọc ngang này, ứa lên này, sọc ngang này. Đó, cái này là em nhòm mấy bà make up nhà em nha. Đó, thấy không? Cây này 280.000. Cây này 315.000, giảm còn 280.000 nha. Đó, các chị mua đồ make up mua sớm đi, đừng đợi đến 28, 29 Tết mới mua. À quên, 23, 24 Tết mới mua là không có hàng đâu. Ship chậm lắm rồi lại qua riêng mới lấy đấy. Đó, thấy không? Mí dưới này. Đó. Ok không? Ngon lành cái nào không? Nó tơi mi lắm nha. Cái này nó dài, cong và tơi mi. Đó, thấy không? Thêm lớp thứ hai các chị mới dùng đuôi này. Đó. Đó. Chị nào thích cái lông mi tơi là dùng cái cây này, 231 tím. Chụp như này nhân viên em biết này. Đó, chụp như này nhân viên em biết. Ok chưa? Trời ơi. Lăn lách mấy má ơi. Đây. Đây. Các bà thấy lách tôi không? Đây.